Khi ngôi chùa ở Bắc Kinh gần 1.000 năm bị phá hủy, ba điều kỳ lạ đã xảy ra. Miếu Nương Nương Bắc Đính ở Bắc Kinh từng được chọn là địa điểm để xây dựng Water Cube, trung tâm bơi lội quốc gia, để phục vụ cho Olympic. Nhưng khi vừa khởi công thì một loạt hiện tượng kỳ bí đã xảy ra, khiến dự án này phải tạm ngừng và sau đó là thay đổi địa điểm xây dựng. Các bạn có tin rằng trên đời này thật sự có thần tiên hiển linh? Ba hiện tượng kỳ lạ như trong truyền thuyết đã xảy ra tại Miếu Bắc Đính Nương Nương trong thời buổi hiện đại, và cho đến hiện tại vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng cho ba hiện tượng siêu nhiên này. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay là sự nổi giận của thần linh? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Cơn lốc xoáy trăm năm có một tại Bắc Kinh. Miếu Bắc Đính Nương Nương nằm ở quận Triều Dương, thuộc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nơi đây là một trong 5 đính nổi tiếng trong lịch sử Bắc Kinh và được xem là một công trình kiến trúc quan trọng phía bắc thành phố này. 5 đính miếu là 5 tòa thần miếu Thái Sơn nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, bao gồm Đông Đính, Nam Đính, Tây Đính, Bắc Đính và Trung Đính, được xây dựng từ đời nhà Minh. Đến thời đại nhà Thanh thì Bắc Đính Nương Nương được trùng tu lại theo lệnh của vua Càn Long. Đây là ngôi miếu lớn, thờ phụng Bích Hòa Nguyên Quân, hay còn được gọi là Bắc Đính Nương Nương. Bà là con gái của Đông Nhạc Đại Đế và là em gái của Ngọc Hoàng Đại Đế và một số vị thần khác như Tiên Thiên Nương Nương, Tống Tử Nương Nương. Vào năm 2004, vì việc xây dựng Water Cube, trung tâm bơi lội quốc gia tại Bắc Kinh, có phạm vi quy hoạch đến khu vực của Miếu Bắc Đính Nương Nương, nên theo kế hoạch, ngôi miếu này phải bị phá bỏ. Tuy nhiên, vào ngày triển khai kế hoạch dọn dẹp và di rời, khi nhân viên vừa tháo dỡ hai cánh cổng của Miếu Bắc Đính Nương Nương, thì một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đã xảy ra. Bầu trời đang quang đãng, bỗng dưng bị những đám mây đen dày đặc che phủ, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy xuất hiện ngay cổng ngôi miếu, cuốn theo đất cát bay mù mịt. Những lan can được dựng tạm trên công trình, thiết bị xây dựng và công nhân cũng bị lốc xoáy cuốn bay lên không trung. Cơn lốc xoáy dữ dội hoành hành trong khoảng 10 phút mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, nó cũng đã phá hủy toàn bộ công trường, khiến 44 công nhân bị thương, 5 người bị thương nặng và 2 người thiệt mạng. Mọi thứ xung quanh trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng điều kỳ lạ nhất là ngôi miếu Bắc Đính Nương Nương hoàn toàn không bị một chút ảnh hưởng nào. Cảm giác như thể hướng đi của cơn lốc này là có mục đích. Nó đã càn quét toàn bộ công trường nhưng lại không hề đụng đến miếu, mặc dù cơn lốc xuất hiện ngay trên mặt đất ở lối vào ngôi miếu. Sự cố mở đầu này khiến nhiều người cảm thấy có chút hoang mang rằng tại sao lại có một sự trùng hợp như vậy. Như chúng ta đã biết, hầu hết những cơn lốc xoáy tại Trung Quốc đều tập trung ở hai tỉnh An Huy và Quảng Đông. Hiện tượng thời tiết này thường xuyên xảy ra ở vùng Đông Bắc Bộ do đặc điểm địa lý khu vực. Trong hồ sơ lịch sử thời tiết gần 100 năm qua ở Bắc Kinh, chưa từng ghi lại một hiện tượng lốc xoáy nào xảy ra. Các chuyên gia thời tiết cho biết đây là hiện tượng trăm năm khó gặp. Nhưng kế hoạch phá bỏ ngôi miếu không vì tai nạn này mà dừng lại. Và tất nhiên, những hiện tượng siêu nhiên lại tiếp diễn. Hố rắn bất thường xuất hiện tại công trình. Sau khi cơn lốc xoáy xuất hiện bất ngờ, một số công nhân và kỹ sư có kinh nghiệm cũng xin từ chức. Đội ngũ xây dựng chỉ còn một vài người bạo gan ở lại để tiếp tục hoàn thành công trình. Nhưng điều mà họ chưa bao giờ ngờ đến, đó là một thời gian không lâu sau khi công việc được tiếp tục, đội thi công đào được một cái hố lớn ở công trường. Bên trong hố có nhiều rắn đến mức khiến người ta nhìn vào phải sởn gai ốc. Ở Trung Quốc, tín ngưỡng thờ rắn được biết đến khá sớm, thể hiện qua hình tượng thần Phục Hy đầu người đuôi rắn, thần Nữ Oa đầu người mình rắn. Các đền miếu thờ rắn ở Trung Quốc nhiều vô kể, đặc biệt là ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, thuộc miền Duyên Hải Hoa Đông và vùng lĩnh Nam Trung Quốc. Ngay ở thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang cũng có miếu thờ và xương, trong có tạc tượng xà vương bằng hình một vị tướng quân. Vì vậy người dân bản địa đều nói đây có thể là một con vật đang trấn giữ vùng đất linh thiêng này. Thật sự không nên phá hủy. Hơn nữa, số lượng rắn không hề nhỏ. Nhưng vì muốn kịp tiến độ thi công nên mọi người vẫn phải xử lý gấp hố rắn này, mặc dù trong lòng cũng có chút bất an. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ miếu Bắc Đính Nương Nương. Vào đêm hôm đội thi công phát hiện và xử lý hố rắn, không hiểu tại sao khu vực của công trường Water Cube đột ngột bị mất điện. Đối với một dự án quan trọng cùng quy mô lớn như vậy, thì việc hậu cần cũng được đảm bảo chắc chắn với nguồn năng lượng điện dự phòng. Việc mất điện đột ngột như vậy là rất khó xảy ra. Điều khó hiểu nhất là khi xung quanh chìm vào bóng tối thì miếu Bắc Đính Nương Nương lại được xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Hiện tượng kỳ lạ này tiếp tục khiến mọi người cảm thấy nghi ngờ, bởi ngôi miếu này hoàn toàn không có thiết bị phát điện nào được lắp đặt. Ánh sáng này rốt cuộc đến từ đâu? Có phải Bắc Đính Nương Nương đang thực sự hiển linh? Mặc dù rất tò mò, nhưng không ai dám vào miếu để xem chuyện gì xảy ra. Những sự kiện kỳ lạ nối tiếp nhau cuối cùng cũng thu hút được nhiều sự chú ý của ban quản lý dự án. Người dân xung quanh ai nấy đều tin đây không phải là một sự trùng hợp. Vào thời điểm đó, họ đã mời những chuyên gia văn hóa dân gian để tiến hành một chuyến đi khảo sát thực tế. Cuối cùng, theo đề nghị của chuyên gia, ngôi miếu Bắc Đính Nương Nương nên được giữ lại. Các bộ phận liên quan cũng xin ý kiến của Ban bảo vệ di tích văn hóa, quyết định điều chỉnh tất cả các phương án lựa chọn địa điểm xây dựng. Vị trí xây dựng của công trình Water Cube đã được lùi lại hơn 100 mét về phía bắc để thuận lợi cho việc thi công mà không phải mạo phạm đến thần linh. Tại vị trí mới mà Water Cube được xây dựng, toàn bộ công trình diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi mà không bao giờ gặp phải những hiện tượng kỳ lạ như trước. Và miếu Bắc Đính Nương Nương sau khi thiết kế xây dựng được quyết định sửa đổi cũng không còn xuất hiện ánh sáng lúc nửa đêm. Liệu những hiện tượng siêu nhiên xuất hiện có phải là lời cảnh báo cho việc phá hủy ngôi miếu nghìn năm ở Bắc Kinh? Không một ai biết lời cảnh báo này có phải sự thật hay không. Tuy nhiên, đối với nhiều tín đồ của đạo giáo thì thần linh chiếm một vị trí rất quan trọng. Miếu Bắc Đính Nương Nương được xem là một địa điểm thờ thần dân gian chân chính trong đạo giáo Trung Quốc. Vì vậy, đây được xem là vùng đất linh thiêng không thể xâm phạm. Theo dòng chảy lịch sử, miếu Bắc Đính Nương Nương đã xuất hiện sớm hơn Water Cube và được Cục Di tích Văn hóa Bắc Kinh đánh giá là một quần thể kiến trúc cổ. Điều này có nghĩa không thể đưa nơi này vào phạm vi tháo dỡ. Một số báo cáo còn nhận định miếu Bắc Đính Nương Nương từng được xem là một trong 7 công trình trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, trải qua rất nhiều năm, trong thời đại Internet và mọi thứ còn chưa phát triển, nên không để lại nhiều thông tin. Sau rất nhiều công trình được xây dựng, miếu Bắc Đính Nương Nương vẫn tọa lạc giữa những tòa nhà hiện đại với một hình ảnh đơn giản và cổ kính. Trải qua một loạt hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra, mọi người cũng sẽ không dám tin tưởng vào những tà thuyết như nhận định thắng thiên, đấu với trời, đấu với đất. Càng hiểu được đối với thần linh thì trong tâm phải luôn kính sợ. Miếu Nương Nương Bắc Đính hiện tại hương khói rất vượng, khách hành hương trong và ngoài nước đều đến đây để cung bái. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.